Chào mừng các bạn đến với phần thứ hai của phần chữa bài tập liên quan đến cân bằng hóa học, cân bằng pha. Chúng ta sang với câu số 8 các bạn nhé. Câu số 8. Ở đây các bạn có H2 cộng Y2 thành 2HI. Như vậy mình viết lại phương trình H2 cộng với Y2 tạo thành 2HI. Đúng không ạ? Thì các bạn thấy rằng ở 425K và nếu cho nồng mol 1 trong 0,5 lít. Như vậy các bạn tính lại C ban đầu nhé. C ban đầu. Các bạn lấy 1 và chia cho 0,5 đúng không ạ? Thì chính là 2 và đây là 1 mol từng khí như vậy 2. Phản ứng đi chúng ta là x. Vậy đây sẽ là 2x. Vậy cân bằng của các bạn đây chính là 2 chữ x và đây là 2 chữ x. Và đây là 2x. Các bạn lưu ý cái giá trị C này thì tính bằng biểu thức là CM thì bằng N chia V. V ta là 0,5, còn mol thì mỗi chất là 1 đấy, thì tính là 2 này. Vậy từ đó thì các bạn sẽ tính được giá trị K. Ở đây các bạn thấy rằng tổng hệ số này, tổng hệ số phải và trái bằng nhau này, bằng trái. Vậy từ đó các bạn suy ra cái giá trị KP thì bằng giá trị KC. Ở đây bài cũng không nói rõ xem cái K này là K gì. Thôi mình cứ coi đấy là KC đi các bạn nhé. KC, KP giống nhau mà. Như vậy, các chất này chất khí, KC, KP giống nhau. Như vậy chúng bạn sẽ có được giá trị K, KC đúng không ạ? Bằng HI bình phương đúng không ạ? HI bình phương và chia cho H2 và nhân với Y2 ở cân bằng đúng không ạ? Và từ đó thì các bạn sẽ suy ra được 64 thì bằng gì ạ? 2X tất cả bình phương trên cho 2 chữ X nhân với 2 chữ X. Và lúc này các bạn giải ra thì các bạn sẽ có hai cái nghiệm vì đây là phương trình bậc 2 đấy. Thì các bạn giải ra thì mình giải ra X bằng 8/3 hoặc là 8/5. 8/3 hoặc X bằng 8/5. 8/5 chính là bằng 1,6 đấy, đúng không ạ? 1,6. Và cái nghiệm này thì các bạn loại đi. Vì sao thì thế? Vì nó lớn hơn 2 nên mình loại, vì nó phải có cái chất ở đây đúng không ạ? Vậy x phải nhỏ hơn 2. Vậy cái phương trình này thỏa mãn. Và từ đó các bạn sẽ suy ra được cái tức là nồng độ từng khí ở cân bằng. Như vậy các bạn thấy rằng cái nồng độ của H2 đúng không ạ? Bằng với Y2. Đấy, cân bằng và bằng 2 chữ x. Như vậy 2 chữ x các bạn thay x bằng 1,6 vào thì chính là bằng 0,4. Còn với HI thì bằng 2x và bằng 1,6 nhân 2 như vậy bằng 3,2. Khi mà giải xong ý, thì các bạn cũng lưu ý các bạn ấn lại biểu thức xem là 3,2 bình phương và chia 0,4 chia 0,4 xem nó có ra giá trị 64 nhé. Để các bạn đảm bảo cái nghiệm này các bạn tính đúng. Ok chưa? Rồi, sang câu số 9. Ừm. 1500K và hàng số cân bằng là như thế này. Giả sử mẫu có nitơ trên cho 1. Như vậy là đây là mol trên lít đấy, 0,8 mol trên lít, 0,2. Như vậy các bạn cũng viết lại phương trình N2 cộng với O2 tạo thành 2NO. Ban đầu, C ban đầu này. Thì đây của chúng ta là 0,8, đây là 0,2. Đúng không ạ? Phản ứng đi là X. Thì đây là X và đây sẽ tạo thành là 2X. Như vậy cân bằng. Đây là 0,8 chữ X, đây là 0,2 chữ X. Còn đây là 2X, đúng không ạ? Đấy. Như vậy từ đó các bạn sẽ suy ra được cái phương trình, mình viết luôn phương trình nhé. Chính là NP ở cái NO bình phương ở chia cho nitơ và chia cho oxy đấy. Ở K đây cũng không nói là K gì, chúng ta cứ coi là KC vì tổng hệ số hai phía nó bằng nhau mà. Thì KP KC giống nhau. Thế thì các bạn sẽ suy ra được 2x tất cả bình phương trên cho 0,8 chữ x nhân với 0,2 chữ x thì nó sẽ bằng với con số là 1,0 nhân với 10 mũ trừ 4. Và lúc này các bạn cũng giải ra x có hai giá trị nhé. Mình giải ra con số là 1,9875 nhân với 10 mũ trừ 3 và đây là âm 2,0136 nhân với 10 mũ trừ 3 thì cái nghiệm này các bạn loại đi và nghiệm này thỏa mãn. Như vậy đến đây đúng không, thì các bạn cũng suy ra được, chúng ta sẽ tính được cái liter này thôi. Vậy các bạn thấy liter với oxy với NO. NO thì nó chính bằng 2x đúng không ạ? Bằng 2x này. Như vậy mình nhân với cái giá trị này đúng không ạ? Như vậy là 3,987 978 nhân với 10 mũ trừ 3. Với cái nitơ sẽ là 0,8 chữ x, x là giá trị này đúng không ạ?
Như vậy đây là 0,798. Còn với oxy chính là 0,2 chữ x và chúng ta bằng 0,198. Đó, thì đấy là cái câu hỏi số 9, khá là đơn giản đúng không các bạn? Rồi chúng ta sang với câu số 10 các bạn nhé. Câu số 10 ở đây thì các bạn cần phải áp dụng biểu thức, đó là phương trình Arrhenius. Các bạn có logarit của Kp2 và chia cho Kp1 thì bằng trừ delta H0 trên R nhân với 1 phần T2 trừ đi 1 phần T1 các bạn nhé. Ở đây chúng ta coi cái giá trị ở đây người ta cho là giá trị Kp các bạn nhé. Kp người ta cũng không nói rõ K gì. Và tất nhiên các bạn ở đây cũng thấy rằng tổng hệ số hai vế về chất khí bằng nhau, do vậy Kp, Kc là giống nhau. Trường hợp mà người ta cho Kx thì cũng thế thôi, đúng không ạ? Thì trong trường hợp tổng hai vế bằng nhau thì nghĩa là cái hằng số cân bằng với mol thì giống nhau rồi, người ta suy ra được luôn. Đây các bạn thì coi như cái nhiệt độ này, đây là nhiệt độ T2, đúng không ạ? Còn cái nhiệt độ này thì tương ứng với nhiệt độ T1 và K đây là Kp1 thì các bạn thay số nhé. Vậy các bạn logarit của K ở nhiệt độ 800 và chia cho 10 thì bằng trừ delta H, đúng không ạ? Delta H đây là trừ 42,676. Các bạn nhớ đây đơn vị là kilojoule thì các bạn đổi sang joule bằng cách nhân với 10 mũ 3. Đấy, đổi đơn vị này. Trên R 8,314 thì vì chúng ta tính đơn vị là joule thì R sẽ là 8,314. Còn nếu R đơn vị là calo thì các bạn sẽ thay 1,987 vào đây, đúng không ạ? Nhân với 1 phần 800. Nhiệt độ tuyệt đối đã có rồi, như vậy trừ đi 1 phần 690. Và lúc này thì các bạn sẽ giải ra cho mình giá trị về Kp ở nhiệt độ 800 đấy. Thì sẽ bằng, mình đã giải con số và nó xấp xỉ khoảng 3,6. Và các bạn thấy rằng nó như nào so với giá trị này ạ? Nó nhỏ hơn đúng không ạ? Thì cũng dễ hiểu thôi, vì các bạn thấy rằng cái phản ứng này là phản ứng phản ứng dầu âm này, có nghĩa là chúng ta đang nói là phản ứng tỏa nhiệt đúng không ạ? Như vậy các bạn tăng nhiệt độ lên thì có nghĩa là cái phản ứng nó sẽ kém đi đúng không ạ? Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch. Như vậy khi cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch có nghĩa là giá trị Kp của nó giảm xuống. Thì các bạn phải lưu ý trong việc mà các bạn tính toán nhé. Rồi sang câu số 11. Chúng ta viết lại cái phương trình một chút. PCL3 phân hủy có nghĩa là PCL5 chuyển thành PCL3 và cộng với CL2. Phản ứng phân hủy đúng không? Xét phản ứng phân hủy cho biết như thế này. Xét phản ứng phân hủy PCL5 thành PCL3 cậu cho biết KC bằng như thế này. Đây người ta viết đây viết hơi ngược một chút, trạng thái cân bằng. Như vậy đây không, có lẽ không phải phân hủy mà là tạo thành, đúng không? Tại vì giữa hai cái này nó đang có sự vênh nhau một chút các bạn nhé. Nếu nồng độ của PCL đây cũng không đúng, đây chắc là PCL3. Mình sửa đề một chút nhé. Hãy tính nồng độ các chất khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng mà cho như này, như này. Rồi, ok, như vậy với cái câu này thì có lẽ là ok, với cái KC này nhá. Là 2/9 á. 2/9. Xét phản ứng phân hủy và cho biết KC bằng này. Xong người ta lại viết hai chấm phương trình như thế này. Khó nhỉ. Thôi ok, mình sẽ sửa một chút. Ví dụ KC ở trong cái phương trình này nhá. KC bằng 2/9 được chưa? Ok, tại 300k. Đấy, với phương trình này. Còn 2m này là cho, tại vì số này lúc đầu người ta viết số 2 thì mình không thấy có cái nào số 2, mình sửa thành PCL3. Như vậy chúng ta có cái PCL3 cộng với CL2 đúng không ạ? Thành là PCL5. Thì cái KC này thì nó sẽ bằng gì ạ? Bằng ngược lại phương trình này, chia 1 phần của 2/9 thì chính bằng 9/2. Giả sử ban đầu đây là 2, đây là 2 x, đây là x đúng không ạ? Và đây sẽ là
chưa có, không. Vậy đây là 2 chữ x và đây là 2 chữ x. Đó. Đây là xin lỗi, đây sẽ là x đúng không? Không là phía phía trên này, x. Như vậy các bạn sẽ có phương trình là x này chia cho 2 chữ x nhân với 2 chữ x thì bằng 9/2. Thì các bạn giải ra x bằng hỏi chậm. Và từ cái x này thì các bạn cũng tính được nồng độ của các chất ở trạng thái cân bằng. Như ví dụ PCl5 sẽ là, PCl3 sẽ là 2 chữ x, Cl2 sẽ là 2 chữ x, còn đây sẽ là x các bạn nhé. Đấy, thì phương trình này nó hơi hơi ngược một chút vì bài đây thực sự là nó rõ ràng người ta viết cái phản ứng phân hủy đúng không ạ, nhưng chỗ này lại phản ứng tạo thành. Thôi các bạn hiểu về cái cách tính là được rồi nhé, còn cái việc mà tính toán như thế nào thì rất đơn giản thôi đúng không? Chúng ta sang câu tiếp theo, sang câu số 12. Nếu cho 2 mol từng khí này vào phản ứng bình 1 lít đúng không ạ, thì các bạn thấy rằng CM thì bằng N chia V đúng không ạ. Như vậy có số mol của thể tích các bạn tính là nồng độ rồi. Và không phải như vậy, các bạn sẽ có H2 này cộng với Y2 tạo thành 2HI. Ban đầu nhé, C ban đầu của chúng ta sẽ là 2, đây là 2 từng khí, và chia 1 lít thì mình tính ra luôn nồng độ này. Đây là chưa có gì. Lúc cân bằng phản ứng này thì là cân bằng. Cân bằng ở đây là 0,8 chia cho 1 chính là 0,8 m đúng không ạ? Như vậy các bạn thấy rằng cái phản ứng ở đây chính là tạo thành 0,8. Như vậy đây sẽ là 0,4 đúng không ạ? Và đây là 0,4. Đấy. Như vậy xuống dưới này sẽ còn là 2 - 0,4 đúng không ạ? Và đây sẽ là 2 - 0,4. 2 chính là 1,6, đây là 1,6. Dạ. Và từ đó thì các bạn sẽ ra được giá trị KC đúng không ạ? HI bình phương và chia cho HI2 và chia cho H2, như vậy là 0,8 bình phương chia cho 1,6 và nhân với 1,6 dưới này. Thì các bạn sẽ tính được con số là 0,25. Giá trị KP thì bằng KC nhân với RT tất cả ngũ delta N. Delta N ở cái phương trình này thì các bạn sẽ thấy bằng